Xin kính chào quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, đêm nay ngày mai cơn bão số 3 sẽ tiến vào đất liền nước ta, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to kèm sấm sét và gió giật nguy hiểm. Cụ thể ở khu vực Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai, mưa lớn gia tăng, cục bộ mưa rất to ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ kèm theo các hiện tượng lốc sét và gió giật ở cấp 4 tới cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11, ven biển gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Để phòng bật gốc cây cối, tốc mái nhà, người dân nên chủ động các biện pháp gia cố đảm bảo an toàn, tránh những thiệt hại về người và tài sản. Mức nhiệt toàn miền ngày mai sẽ không nơi nào quá 29 độ. Với các tỉnh thành Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, có mưa rào và dông rải rác, kèm lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ phổ biến từ 29 cho tới 32 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, mưa vài nơi, cục bộ mưa lớn về chiều tối, nhiệt từ 25 cho tới 28 độ. Còn với các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nhiều mây, ban ngày có mưa rào rải rác, về chiều tối và đêm cục bộ có mưa to, đề phòng lốc sét và gió giật. Mức nhiệt các tỉnh thành Tây Nguyên phổ biến từ 25 cho tới 28 độ, còn với các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt từ 29 cho tới 32 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển thưa quý vị, đêm nay ngày mai cơn bão số 3 khả năng tiến vào khu vực Vịnh Bắc Bộ, gây mưa bão. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, tầm nhìn xa giảm thấp còn 2 tới 4 km. Xuống tới vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh ở cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.